Chúc mừng các mẹ nữa đi. Sinh nhật ăn. Sinh nhật nha. Sinh nhật xong rồi. Nào, ra đâu? Đây này, phải cắt cho. Nếu mà ăn tiền này. Đây. Nào, ăn cho con theo thì. Rồi mẹ cắt cho Bill này, bởi vì là Bill thèm lắm. Bill thèm xin à. Con này của mẹ không biết là gì. Trời ơi. Ấn lấy mẹ xúc cho. Nào, ông này. Nào, Ấn ơi. Đi ngủ lúc này, kìa ngủ lúc mồm như nào tí. Thôi thế rồi Linh ơi. Thôi nhé. Sinh nhật anh hả? Vâng chứ. Chúc mừng ngày sinh nhật anh nha. Bà mẹ rất cái đấy đây cho. Chúc mừng sinh nhật mẹ Vân với con nhé. Anh mấy tuổi rồi? Sinh nhật anh mấy tuổi đây? Hai. Ông bà nào? Con thương mọi người là có 1 kg thôi, nhưng mà có 1 triệu quá. Cái bánh sinh nhật của anh đâu mất rồi? Ai ăn hết rồi? Nhìn view này, view nhận lễ mà view còn chưa ăn được. Ai ăn hết cái bánh sinh nhật rồi? Mẹ ơi, một con còn để nguyên cả trái tim cắm vào nó đến chịu luôn. Mẹ ơi, bà để bà một con còn son không? Còn. Ừ. Còn tí lại quẹt ở đây bôi vào. Không quá, con chỉ muốn ăn hết đi. Hết liếm rồi đi. Quay gái là lấy mũ. Chubby. Quay gái là lấy mũ đội. Cái nào sinh nhật của con có thể tổ chức lưng bừng lên cho nó vui. Đáng yêu. Thế sinh nhật bà ăn đã thổi nến chưa? Anh ơi, ăn sinh nhật ăn thổi nến chưa? Thổi không muốn thấy ước mơ của mình rồi. Nó bảo ước mơ của nó là được ăn bánh sinh nhật. Đêm qua nằm mơ. Thế thì ăn bánh sinh nhật lắm hả? Đêm qua nằm mơ nó ăn bánh sinh nhật. Thế ông bỏ ra mua cho cái 150 mà ăn lòi kén. Đây này, bà tặng mẹ cái bánh 150 đấy, thấy chưa? Ê, đâu 20 con 75 nghìn. Không, đáng lẽ là con bánh nhỏ hơn như thế này. Bà đang định lấy cái 100 ấy chị. Đấy, bà đang định lấy cái 100. Về mỗi người 50. Thế thôi. Đâu, người kia nó bảo nhưng mà 100 bé quá. Tối về thấy tài khoản tinh tinh. Bà lấy cái nhỏ nhỏ thôi cho nó mất tiền. Ôi giời ơi, thứ em cần không phải là một cuộc tình chẳng hạn. Là một cuộc tiền 100. Đúng. Ôi giời, mình áo của ốc nha. Mình áo của ốc mai em đi học đó. Con gái sinh nhật à, chúc mừng sinh nhật con nhé. Và chúc mừng sinh nhật Ân. 2 tuổi đấy, nhanh nhỉ. Ân 2 tuổi rồi. Ân quay mặt đây nào. Sinh nhật thế này cũng vui mà đỡ vất vả. Tôi thì nếu không như là vì tôi giết anh. Tôi sợ một đống chìa con ở đây trong một chốc. Anh 2 tuổi rồi hả? Anh ơi, mọi người không biết tôi giết bánh như nào đâu. Sinh nhật anh đấy. Này thế cái nến anh thổi đâu rồi? Đâu mất rồi? Thế rồi. Ai cất? Một miếng của ai? Đây mẹ lấy cho. Không, không. Không, một điều đây. Đây, 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 đây. Giờ cho ba xem. Số 2 đây. Số mấy đây? Số mấy nhỉ? Số 2. Số 2. Con 2 tuổi rồi đấy. 1. Con đếm từ 1 đến 10 này xem nào. 1. 1. Đếm đi. Lời mới.
thế nào, đi với ốc đi, rửa tay sẽ tay được lên học bài nào. Con rửa ăn đây không muộn giờ. Ăn ngon, bánh ngon không? Ăn đi rồi ba, nhìn em cho review dọn cho mẹ nhá. Dạy các chị học bài. Mặt... Ăn ăn bánh có ngon không con? Ốc ngon nữa. Ốc. Thì có ăn bánh đâu thì ơi. Mẹ có ăn bánh không mẹ ơi? Mẹ không. Ba có ăn bánh không? Ba có ăn bánh không mẹ ơi? Thứ em cần không phải là một cuộc tình. Không là một cuộc tiền năm trăm chứ em cần. Ba nói cho con hỏi. Thứ em cần không phải à? Rất tiền năm trăm mà. Đây đây đưa con nâng cho. Anh đang làm gì đấy? Anh cắt bánh sinh nhật à? Bỏ muối ăn cho nó mát rồi. Ăn đi, đừng dòng nha. Đây là em bé của mình. Ngồi đây em giới thiệu. Đổ đổ cái bánh chứ. Anh làm gì đấy con? Cắt bánh sinh nhật mời mọi người hả? Cắt bánh sinh nhật thì con mời mọi người hả? Con mời những ai ăn bánh sinh nhật của con rồi? 25.000 là 100 không có lấy được. 25.000 một bánh, 4 cái là 25.000. Hết rồi à? Ai ăn hết rồi? Quay ít thôi.